Có một câu hỏi ở trên trên mạng mà họ hỏi mình, đó là nụ hôn đầu đời với bạn gái thì tôi nên hôn như thế nào? Đấy, đó là một câu hỏi mà rất khó cho mình, bởi vì mình chưa bao giờ hôn cả. Nhưng mà mình xin trích cái câu trả lời của một người bạn mình. Người bạn ấy đã có vợ rồi, thì bạn ấy trả lời như sau. À, cách một người hôn ấy cũng là cách mà họ làm tình. À, ví dụ như người thẳng thắn thì sẽ ăn thẳng cháu lưỡi luôn, không lằng nhằng. Trong khi người khác lại có màn dạo đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng quanh cổ, rồi dần dần tiến đến phía mặt, rồi tiến đến môi. Khi bạn hôn thì hãy thật nhạy với phản ứng của đối phương. Nếu nàng giữ cơ thể tránh xa khỏi bạn trong khi hôn, tức là cô ấy không sẵn sàng để được thân mật. Nếu mà nàng rút vào bạn thì có thể yên tâm rằng là bạn đang làm đúng đấy. Chú ý đến cái mức độ kích thích của cô ấy. Nếu đồng tử của nàng mà giãn giãn ra và hơi thở nhanh nhanh dần thì bạn đang đi đúng hướng rồi. Đấy. Và cách khá tốt để bắt đầu là bạn nhấm nháp môi dưới của nàng, rồi tiến đến một nụ hôn môi. Nếu nàng mở miệng thì hãy gọi ngay cái món cháo lập tức. Hãy để nàng đến với bạn, sử dụng lưỡi của bạn để liếm môi và răng của nàng. Khi mà bạn bắt đầu đưa cái công cụ thám hiểm vào miệng nàng ấy, thì hãy đừng dấn vào quá sâu đi, mà hãy chơi trò là hai đầu lưỡi tìm nhau. Hôn kiểu Pháp là cơ bản dùng lưỡi để vờn lưỡi. Ngoài ra là khi chú ý dùng tay nâng niu thật khẽ khuôn mặt của nàng. Như thế là bạn đang giữ một chiếc bình quý giá. Khi hai người hôn nhau, chú trọng đến những cái cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng mặt, tay, tóc và cổ, hơn là loạng choạng tay máy trên cơ thể của nàng. Cử chỉ chạm vào mặt và tóc sẽ ngầm khiến nàng hiểu rằng bạn có khả năng đáp ứng nhu cầu cơ thể của nàng cũng tương tự như thế, đúng không? Đó là những cái điều mà bạn mình đã chia sẻ và mình xin chia sẻ lại.